Đồng chí Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp ông Park Jae-ho, quyền thống đốc tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc cùng các thành viên đoàn công tác nhân chuyến thăm và làm việc tại Đồng Nai. Thay mặt đoàn công tác, quyền thống đốc tỉnh Gyeongnam, ông Park Jae-ho đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Đồng Nai trên lĩnh vực công nghiệp. Ông hy vọng mối quan hệ giữa Đồng Nai và Gyeongnam sẽ là mối quan hệ đặc thù của các địa phương và mong muốn thời gian tới, tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ Gyeongnam giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh đến thị trường Việt Nam. Gyeongnam cũng sẽ giúp chuyển giao những kỹ thuật tiên tiến vào Đồng Nai nhằm giúp Đồng Nai tạo được những sản phẩm ưu việt. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Quốc Thái cho biết rất phấn khởi trước mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và hai tỉnh Đồng Nai, Gyeongnam nói riêng, nhất là khi hai tỉnh đã xây dựng mối quan hệ từ rất sớm. Riêng đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Đồng Nai, tăng trưởng hàng năm đều chiếm tỷ trọng cao. Điều này phần nào chứng tỏ môi trường đầu tư tại Đồng Nai đã thành công trong việc thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc. Ngoài kinh tế, hợp tác giữa Đồng Nai và Gyeongnam còn phát triển trên lĩnh vực giáo dục, văn hóa. Hai tỉnh thường xuyên cử các đoàn tham quan và tìm hiểu nền văn hóa của nhau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong rằng trong thời gian tới, hợp tác giữa hai tỉnh sẽ cao hơn, có nhiều nội dung phong phú hơn nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết.